Ngày kỹ thuật, hoạt động được Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 77, Quân khu 7 tổ chức nền nếp vào sáng thứ 6 hàng tuần. Sau khi được đồng chí Phó Tiểu đoàn trưởng quán triệt nhiệm vụ, cán bộ chiến sĩ nhanh chóng cơ động đến các bộ phận, thực hiện nhiệm vụ bảo quản, bảo dưỡng các xe kéo pháo. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, một trong những yêu cầu đặt ra đối với những người lính phòng không là phải làm chủ được các loại vũ khí, trang bị, phương tiện có trong biên chế. Quán triệt phương châm yêu xe như con, quý xăng như máu. Qua nhiều năm sử dụng, gắn bó, các lái xe, nhân viên kỹ thuật đều nắm chắc tính nết của phương tiện, nên quá trình bảo quản, bảo dưỡng được tiến hành nhanh gọn, bảo đảm an toàn. Để đảm bảo tốt cái nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, thì Đảng ủy Ban Chỉ huy Tiểu đoàn thì quan tâm tốt đến cái ngày hoạt động kỹ thuật. Trong đó chúng tôi chú ý là kịp thời phát hiện và sửa chữa ngay đối với những hỏng hóc mà trong khả năng đơn vị làm được và báo cáo kịp thời lên trên đối với những nội dung phức tạp. Từ đó vũ khí trang bị kỹ thuật của đơn vị luôn trạng thái đồng bộ và sẵn sàng chiến đấu tốt nhất. Ngày kỹ thuật của những người lính phòng không Lữ đoàn 77 không chỉ thực hiện trong khu kỹ thuật mà còn được triển khai chặt chẽ, sôi nổi ngay tại các trận địa. Trên mầm pháo, các pháo thủ khẩn trương tháo kiểm tra máy nạp đạn, tiến hành thông nòng pháo, bảo dưỡng các chi tiết, các bộ phận của khẩu pháo một cách cẩn thận, đúng quy trình. Sáng lau xương, chiều lau bụi, đó là khẩu hiệu mà cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 77 quán triệt và tổ chức thực hiện thường xuyên trong công tác bảo quản, bảo dưỡng, đảm bảo cho các khẩu pháo dù đã sử dụng hàng chục năm vẫn được giữ tốt, dùng bền, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh. Trời tiết nó sẽ nóng, nắng nóng nên cũng ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe, nhưng đó là một nhiệm vụ nên các đồng chí tại trận địa lúc nào cũng hoàn thành công tác bảo quản thường xuyên tại đơn vị. Nhất là khi mà cái máy nạp đạn người ta khiêng xuống rất nặng, nếu mà không nắm bắt được cái máy tống đạn sẽ lọt về sau là nó ảnh hưởng không thể tháo được. Còn khi chúng ta nắm được thì sửa chữa cái ống hất, cái máy ép hoặc cái nảy của khóa đưa xuống thì ta sẽ hất được cái máy tống đạn lên rất nhẹ nhàng và đảm bảo không có ảnh hưởng gì đến tuổi thọ của cái máy tống đạn khi sử dụng và huấn luyện tại đơn vị. Hiện nay, vũ khí trang bị phương tiện đơn vị đang quản lý sử dụng, nhiều loại có niên hạn cao, một số bố trí ngoài trời nên nhanh xuống cấp. Qua nhiều lần sửa chữa, các chi tiết thiếu đồng bộ, vật tư thay thế khan hiếm. Trước thực trạng đó, Đảng ủy Chỉ huy Lữ đoàn 77 luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác kỹ thuật. Đơn vị duy trì nghiêm biểu thời gian công tác kỹ thuật, tuân thủ chặt chẽ quy trình bảo quản, thường xuyên kiểm tra kỹ thuật xe máy trận địa pháo. Trong những năm qua, Đảng ủy và Chỉ huy Lữ đoàn là thường xuyên quan tâm lãnh đạo chỉ đạo ngài kỹ thuật tại các đơn vị thuộc quyền. Mục đích là để kiểm tra tình trạng kỹ thuật, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa trang bị kỹ thuật và các phương tiện có trong biên chế để duy trì hệ số kỹ thuật là luôn bằng 1. Qua đó sẽ tổ chức huấn luyện, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật và các đồng chí trực tiếp sử dụng trang bị kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu cho huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Triển khai hiệu quả ngày kỹ thuật hàng tuần và giờ kỹ thuật hàng ngày có phần quan trọng để Lữ đoàn 77 thực hiện tốt cuộc vận động, quản lý khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông. Bảo đảm công tác kỹ thuật của đơn vị luôn đi trước về sau, sẵn sàng cho các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập và các nhiệm vụ thường xuyên đột xuất được giao.